Và sau đây thì em sẽ có giá cho các bác biết là bộ trường kể này và chiếc kệ tivi và có giá là bao nhiêu, xem có phù hợp với mức thu nhập của gia đình mình không và có phù hợp với gian phòng của nhà mình không. Và vâng, hiện tại là ngày 10 giờ của ngày 18 tháng 12 âm lịch năm 2020 các bác nhé. Vâng, thì là sắp đến Tết Nguyên Đán rồi, đây chỉ còn có 10 ngày nữa thôi. Còn thì em xin trân trọng giới thiệu các bác là trên màn hình các bác đây là một bộ bàn ghế trường kỷ bằng gỗ ly xanh nhập khẩu, còn vào một chiếc kệ tivi vào của một vị khách hàng ở Hưng Yên. Còn đây trên xe em tôi đang chuẩn bị bốc xếp đi, đây là một lô hàng của nhà gia đình anh này, là hai chiếc tủ đứng và hai chiếc giường và một bộ bàn tràng kỷ. Và bên trong là một chiếc kệ tivi của một phòng khách đây các bác nhé. Còn chất liệu là gỗ lim xanh Nam Phi và vân veo là rất là đẹp rồi. Mặt liền một lá rời hai phân đậu. Và được chúng tôi lựa chọn vân gỗ rất là đẹp tự nhiên. Còn chiếc bộ trường kỷ này là có kích thước dài 2m các bác nhé. Mặt là 46. Vách là vách chúng tôi chạm 3 vách. Và đục là tứ quý tùng chú cúc mai ở giữa sen cỏ. Cạnh đối nhau là hai bên này là tùng cúc trúc mai ở giữa đục sen cỏ. Ván là liền một tấm tíu, là có kích thước 1m15 rộng 53 phân các bác. Em làm theo trực lỗ 3, số rất là đẹp rồi. Vâng, bộ trường thì có gồm 3 món các bác nhé. Và sau em giới thiệu sơ về kích thước xong em báo giá cho các bác chi tiết bộ trường kỹ này. Vâng, trường là dài là 2m, mặt là rộng 46 phần sử dụng. Chân là chân để em đến em bao nhiêu chỉ đây nhá. Em đến em bao chỉ các bác nhá. Các bác cùng em sẽ đến nhá. 2 4 6 8 9 chỉ. Vâng. 9 6 là 54. Vâng, 9 x 6 là bằng 5/4 các bác nhá. Đấy, vai 8 là 12. Vâng, mặt thì là liền một tấm, dày là 2 phân đậu. Vân chọn tự nhiên. Nhìn nó tự nhiên, đây cái vân tự nhiên thì các bác nhìn các bác cũng biết thôi. Đấy, nhìn nó gọi có cái tôm gỗ như thế. Rất chi là đẹp. Và bên trong là một chiếc kệ tivi. Và chúng em gọi là kệ mõ đồng tiền, dài là 2m4. Cứ để tivi là cao 78 phân. À, chất liệu gỗ gõ đỏ. Hàng gỗ nhập khẩu các bác nhé. Đấy, đơn vị em là nằm tại xã Văn Quốc, quận Cẩm Phi, tỉnh Phú Thọ. Và có số điện thoại là 0987 510806 và có website là đồ gỗ tùng 8.com. đấy, địa chỉ Văn Khúc, Cẩm Khê, Phú Thọ. Các bác nào có nhu cầu thì cứ xin liên hệ cơ sở đồ gỗ Tùng 8 anh em nhé, luôn phục vụ các bác nhiệt tình luôn. Và chất liệu là gỗ tự nhiên, hoàn toàn gỗ tự nhiên, em không làm gỗ ép mà không làm gỗ vẽ vân, và chúng em làm gỗ tự nhiên. Và thì các bác có nhu cầu cứ điện vào số điện thoại và em sẽ công khai báo giá. Và sau đây thì em sẽ có giá cho các bác biết là bộ trường kỷ này và chiếc kệ tivi và có giá là bao nhiêu, xem có phù hợp với mức thu nhập của gia đình mình không và có phù hợp với gian phòng của nhà mình không. Và đây kích thước thì là đây, khi chúng em kê gọn là nó có được như này, tức là nó mất quy vuông, mất khoảng độ là một chiều là 2m2 và một chiều kia là nó vào khoảng cỡ 3m5 các bác nhá. 3m5 là nó mất diện tích khoảng là một chiều 3m5, chiều 2m2 gọi là mất là 2 × 2 = 4 = 5 = 10, khoảng mất 5m5 vuông. Còn cái phòng khách nhà các bác cứ có độ 20 đến 15m2 là các bác kê được com lê bộ này, và sẽ kê com lê được cái bộ tràng kệ là gỗ chất liệu gỗ lim và kệ mõ như này, mõ đồng tiền. Và tại sao lại chúng tôi lại đọc một số gọi là kiểu như cái đồng tiền trinh cổ ngày xưa ở trên kệ tivi để nó tượng trưng cho nó là đồng tiền, là nó liền khúc ruột, nó luôn luôn dẫn đường chúng ta đi trước, thế nên là để cho nó sung túc một tí. Đấy, gọi cái kệ mõ đồng tiền, ý nghĩa đơn sơ là nó như vậy. Đấy, rất là ý nghĩa. Trường kỷ đục tứ quý tùng chúc cúc mai rất là ý nghĩa. Và ở dưới
Nói thêm bên dưới dạ là lại đục triện tàu lá rát. Vâng, vẫn là phong cách cổ truyền của Trường Kỷ nhé, vẫn là phong cách cổ truyền của Trường Kỷ. Tay đục xoắn ốc, và hoàn toàn 8 đầu ốc chúng tôi đục xoắn ốc hết, xoắn đi ốc hết. Đấy. Dạ tíu là đục thủng, dạ tíu là đục thủng. Đấy. Ngũ phúc chám rơi. Ngũ phúc là 5 con rơi, gọi ngũ phúc cải chám, đây gọi là ngũ phúc chám rơi. Bên dưới là triện tàu lá rắc, vẫn là phong cách lối cổ Trường Kỷ. Cổ truyền từ nay là vẫn cứ là tùng cúc trúc mai, rất là hợp. Và gỗ là gỗ lim xanh Nam Phi, vân là vân tuyển chọn, rất là đẹp. Vâng, thì sắp đến năm mới rồi thì em xin kính chào các bác nhé. Hôm nay là cũng đang là dịch Covid đây, và lô hàng tôi đi tận Hưng Yên. Vâng, thì rất may là khu Hưng Yên là vẫn chưa bị khoanh vùng dập dịch, thì và chúng tôi vẫn tiến hành đi giao hàng được. Vâng, thì xin chân thành cảm ơn các bác, và báo giá cho các bác là bộ Trường Kỷ này có giá tiền là 18 triệu nhá. 18 triệu và chiếc kệ tivi kia là 9 triệu. Vâng, com lê là một phát là 19 triệu, là đi 27 triệu các bác nhá. Ok, xin chào.